Xin chào mọi người, đây là cái quang cảnh của cái vườn của mình. Hiện tại thì mình đang trồng cau và trồng chuối vì cái đất xấu á, không trồng được cái khác. Hiện tại giờ đang là 8 rưỡi sáng mà nhiệt độ ngoài trời đã là 36 độ, cái khoảng cửa hơn 10 giờ là nhiệt độ đã lên trên 38 độ, cộng với mặt trời chiếu thẳng hơn, không có gió mát nữa, không khí rất là oi bức, rất khó chịu. Nếu mà làm ngoài trời tầm 15 đến 20 phút đó, thì cái nhiệt độ này là bạn sẽ rất dễ bị say nắng, làm không quen là không thể làm tiếp được. Ở trong nhà thì buổi trưa là nhiệt độ cũng rất là cao, tại vì nó oi bức, không khí oi bức. Đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ mà nếu những ngày mà mất điện á, thì rất là khổ. Cho con nó ngủ không được, quấy khóc, mà nó lại dễ bệnh vì cái thời tiết nóng đợt này, nên mình có mua một cái quạt sạc của Xiaomi dùng điện 5V để sạc để về sử dụng trong những ngày nắng này. Tay mình có mua một cái quạt Xiaomi Solos F3 với giá cả tiền ship là 204.000. Mình đã mở hộp sản phẩm, phía trước nó ghi là thiết kế cho mùa hè bằng tiếng Anh. Mặt hông bên này nó sẽ hiển thị các cái màu của sản phẩm. Hiện tại nó có 4 màu. Bên mặt hông này sẽ có các cái thông tin như là mã vạch, mã QR, thông tin về nhà máy. Bên này sẽ có các thông tin về tên sản phẩm, đó là Solos F3, công suất tối đa là 4W, cái thời gian sử dụng là từ 2 đến 6 giờ tùy theo cái mức quạt của bạn, khối lượng là 298 g, kích thước dài rộng nhân với chiều cao, dung lượng pin là 2000 mAh, điện áp sạc vào là 5V 0,8A, thời gian sạc là khoảng 3,5 giờ. Đây mình đã mở hộp sản phẩm, thì bộ sản phẩm bao gồm là một cái sách hướng dẫn bằng tiếng Trung và tiếng Anh, một mặt là tiếng Trung, một mặt là tiếng Anh. Cái sách này mình vẫn chưa có xem. Đi kèm đó là một cái sợi cắp sạc, dụng cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh. Nếu trên điện thoại là nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh từ QuickShot 2.0 trở lên. Đây là quạt của mình đây. Nó sử dụng cái chất liệu nhựa ABS, rất là bền, thân thiện với người sử dụng, không độc hại, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Đây mặt lưới nó có một cái sắt để đánh dấu, có bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo cái phần lưới ra. Sau khi tháo lưới ra xong thì các bạn có thể vệ sinh cái cánh quạt nếu mà lâu ngày nó bị bám bụi. Đây nó sử dụng động cơ lõi đồng không chổi than cho cái tốc độ vòng quay cao hơn, ít ồn hơn và nó cũng bền hơn rất là nhiều, tiết kiệm điện nữa. Đây nó có một cái kẹp để các bạn kẹp vào các bề mặt như mặt bàn hay là cái nồi tre. Mình sẽ lắp lại cái mặt lưới. Mình vặn đúng cái thước theo chiều kim đồng hồ là được. Cái quạt này các bạn hoàn toàn có thể xoay 360 độ theo cái mặt đế.
có thể gạt lên gạt xuống tùy theo mình điều chỉnh cái góc cho nó phù hợp, cũng rất là tiện lợi. Và sau có cái nút công tắc tắt mặt, khi mà cái pin nó đầy á, nó có đèn led màu xanh đây, cái quạt này nó có ba cái mức quạt. Mức đầu tiên là nó hơi yếu một chút, cái này thì mình nghĩ cũng ít khi sử dụng cái mức này. Còn mức thứ hai á cũng mát, có phù sử dụng phù hợp cho cái nhắn vào nuôi trẻ em để cho trẻ em nó dễ ngủ. Còn mức thứ ba thì nó mạnh nhất và nó hơi ồn chút, mình hay sử dụng cái mức này để đủ mát để mình có thể ngủ được. Đây mình đã kẹp cái quạt ở cái mặt bàn, mình đang sử dụng hai cái sạc dự phòng của Xiaomi, cái bên phải là có dung lượng 16.000, còn cái bên trái là có dung lượng là 20.000. Còn với cái cung cấp USB-C này thì mình có thể trụ lại khoảng cỡ 12 tiếng ở mức quạt cao nhất, đảm bảo là mình có thể ngủ được thoải mái, hoặc là cái ngày đó hơi bất quá không làm được gì mình vẫn có quạt để sử dụng. Mình nghĩ mọi người nên mua quạt này, đặc biệt là những gia đình mà có trẻ nhỏ, có thể gắn vào nôi để quạt mát cho trẻ dễ ngủ, và bạn có thể cấp nguồn thêm nó bằng sạc dự phòng. Cái link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Nếu thấy video hữu ích, mọi người đừng quên bấm thích, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn.